New X nó mới vừa tung ra một cái bản thay thế cho cái dòng New X Multiline huyền thoại đời trước, đó là New X Multiline BT MK2 Mark 2 các bạn. Thì nó có rất là nhiều cái thay đổi. Một trong những cái thay đổi chú ý đó là nó sử dụng DSP mạnh hơn. Nghĩa là trên con New X Multiline cũ á, nó sử dụng cái DSP giống như là trên con NUX MG30, NUX MG300, nhưng mà trên con Multiline thế hệ 2 này nó sử dụng cái bộ xử lý tương đương với lại NUX MG30. Với cái sự thay đổi về sức mạnh của DSP thì nó lưu được tới 7 loại tiếng khác nhau các bạn. Trên con cũ thì mình chỉ sử dụng và lưu được 3 loại tiếng thôi, còn trên này nó tới 7 preset khác nhau, có nghĩa là các bạn có thể chọn được 7 loại tiếng khác nhau ha. Đó, còn về công suất thì nó vẫn duy như cũ là 3W tiêu chuẩn cho một mini amp. Tiếng khá là hay các bạn. Bây giờ mình sẽ test sơ cho các bạn nghe nhé. Nãy giờ các bạn nghe là mình đã sử dụng chức năng thu âm trực tiếp vào điện thoại trên con Multiline Mark 2 này. Nghĩa là ở cái cổng USB kiểu C này á, các bạn có thể cắm một cái cọc cáp đầu kiểu C và một đầu là tùy thuộc vào điện thoại của các bạn. Các bạn có xài iPhone thì dùng đầu Lightning nè, còn các bạn xài Samsung hay Oppo đó thì các bạn dùng kiểu C cũng được ha. Cái dây này thì các bạn mua kèm, mua rời ở ngoài tiệm điện thoại nó cũng có đó. Mình có thể thu âm trực tiếp vào điện thoại của mình bằng cái dây này, hoặc mình có thể cắm nó vào trong máy tính để sử dụng con Multiline này như một con phơ bàn có tích hợp chức năng audio interface. Trên con đời cũ thì nó không có, cổng USB chỉ để sạc thôi. Tương tự như phiên bản cũ, phiên bản mới cũng cho phép chúng ta kết nối sử dụng Bluetooth để phát nhạc, cũng như là sử dụng một cái app đến từ nhà sản xuất, tất nhiên là miễn phí ha. Các bạn kết nối Bluetooth, sau đó tải cái app có tên là Mighty Amp về. Sau khi kết nối thì app này cho phép chúng ta có thể chuyển tiếng. Các bạn có thể chuyển 7 tiếng khác nhau. Các bạn có thể chọn bật tắt các loại effect khác nhau. Và các bạn cũng có thể thay đổi các loại effect trong từng nhóm effect. Nói chung là tương tự như chúng ta sử dụng một con phơ bàn vậy đó các bạn. Rất là lợi hại phải không ạ? Chúng ta có thể làm xong và lưu tiếng lại, cũng như là chia sẻ cho bạn bè cái thông số tiếng chúng ta đã làm. Ở trên này nó có một chức năng gọi là chức năng ATTI. Các bạn có thể lựa chọn sử dụng đồng thời 7 preset, hoặc là 3, hoặc là 2, hoặc là 1, tùy vào các bạn ha. Đây là một con phơ mini amp rất là hay, rất là nhiều tính năng, cực kỳ phù hợp cho các bạn tập luyện, kể cả người mới cũng được, mà các bạn chơi chuyên nghiệp cũng có thể bỏ vào trong ba lô tập luyện ở khắp nơi các bạn.
với cái sự thay đổi như thế này, nhưng mà giá của nó vẫn không thay đổi nha các bạn, vẫn dưới 2 triệu, sau mình bán là 1 triệu 950 ngàn. Mong các bạn ủng hộ ha. NewX Multiline thế hệ 2.